Ok. Rồi, con nhìn thấy chưa? À ok. Hát 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 là không có không nhớ. Con nhớ là rồi. Have, mình thấy có have và has là thì gì rồi nhỉ? Hành đúng không? Hoàn thành Ừ. con xong nghỉ thì con bay gốc luôn, không mất gốc. Phát Ờ. mình cần ai Rồi đây là thì hiện tại hoàn thành. Đúng không? Mình có sử à. dụng has, have và has này cộng với lại past participle simple là cột 3 đấy. Động từ cột 3 đấy. Rồi mình cùng xem một số ví dụ nhé. Have done all my homework. Tôi đã hoàn thành hết các bài tập của tôi rồi. Rồi con đọc đi nào. Con đọc phần gì cho con nhé. Okay. I have done all my homework. Là tôi đã hoàn thành hết bài tập của tôi. They have been married for nearly 15 years. Là họ đã kết hôn được gần 50 năm rồi. They have stayed with us since last week. Là họ ở đây với chúng tôi vào tuần trước. Từ tuần trước. Last week nghĩa là từ tuần trước chứ không phải là vào tuần trước đâu nhá. Nghĩa là đến bây giờ họ vẫn ở đây với chúng tôi. Đấy, con hiểu không? Vậy thì hiện tại hoàn thành như này. Cách sử dụng của nó là gì? Thứ nhất là nó sẽ chỉ một hành động xảy ra trong quá khứ nhưng mà không rõ thời điểm xảy ra và để lại kết quả ở hiện tại. Đấy. Nào, chẳng hạn như là họ họ đã cưới được gần 50 năm rồi đúng không? Thì cái hành động cưới nó xảy ra rất lâu trước đây đúng không? Lâu trước đây. Và họ vẫn vẫn đang cưới đúng không? Họ đã chia tay đâu, đúng không? Và họ còn tiếp tục vẫn cưới nhau, vẫn kết hôn trong những năm tới, chưa có dự định chia tay. Đó, thì trong trường hợp đó chúng ta sẽ dùng thì hiện tại hoàn thành. Còn nếu mà ấy, cái hành động đó đã chấm dứt rồi ấy, họ cưới nhau năm ngoái nhưng mà tháng vừa rồi họ chia tay rồi ấy, thì là chúng ta sử dụng thì gì nhỉ? Hiện tại hoàn thành nhỉ. No, no, no. Hiện tại hoàn thành cô đã nói rồi nào. Hiện tại hoàn thành thì là cái hành động đấy nó vẫn chưa kết thúc. Nó vẫn còn dư âm ở hiện tại, nó vẫn còn kết quả ở hiện tại. Đúng không? Còn nếu mà kết thúc hết rồi ấy, kết thúc hết rồi ấy, thì là quá khứ đơn. Chẳng hạn là hôm qua tớ đi mua đồ. Hôm qua tớ đi mua đồ đi. Thì mình mua ngày hôm qua rồi đúng không? Mình chấm dứt rồi, mình không còn cái gì liên quan đến cái việc đi shopping đấy nữa. Thì mình sẽ dùng bought. Còn nếu mà hôm qua tớ đã à đâu? Tớ đã chuyển đến sống ở thành phố Hồ Chí Minh được 2 năm rồi. Thì bây giờ mình vẫn sống đúng không? Mình vẫn còn cái kết quả ở hiện tại thì mình vẫn phải dùng thì hiện tại hoàn thành. Chưa? Đây là cách dùng. Ok, review một chút như thế. Bây giờ chúng ta sẽ nghe bài nhé. Activity 1. You will hear sentences containing one of the words in each pair below. Circle the words you hear. Okay, you ready? Nào, chúng ta cùng nghe nhé. In one of the words in each pair below. Con có nghe rõ không? Con có nghe thấy rõ không, Vĩnh Chi ơi? Đã có. Không có không tìm thấy kìa. Không thấy hình à? Thế cô chờ nhé, chờ cho Không tôi có thấy không tìm thấy kìa. không thấy hình á. Không, con không thấy cái mà để viết viết tên á cô. Oh.
Annotate. Chủ tịch. Okay. Cái này tích vào những từ nghe thấy toast nose. Okay. Circle the word you hear. One. Yes, my nose is very sore. I think I'll get something from the chemist for it. Two. I've got a really stiff neck today. Có nghe được chứ? Không, cô. Không à? Cô bật từ lễ rồi mà. Bây giờ mình thử lại nhé. Chị sẽ âm thanh rồi nhỉ. Cô chia sẻ âm thanh rồi mà. Three. The pain is just here, by my hips. Rồi, con nghe được chưa? Dạ, con nghe được. Cô đợi con một tí. Cô tua lại từ đầu nhé. Ok. Mình bắt đầu. In one of the words in each pair below. Circle the word you hear. One. Yes, my nose is very sore. I think I'll get something from the chemist for it. Two. I've got a really stiff neck today. Three. The pain is just here, by my hips. Four. I use this oil on my hair. Five. My throat is much better today. Six. Let me just check your wrist. Mới có xích thôi mà nhỉ? Sao đã hết nghiêm rồi? Six. Let me just check your wrist. Có lẽ là đoạn nghiêm này bị cắt ngắn quá. Rồi, con có muốn nghe thêm không? Hay mình check đáp án? Check đáp án lên. Check đáp án. Okay, number one is nose. Number one is nose. Lại xem nhé. One of the words in each pair below. Circle the word you hear. One. Yes, my nose is very sore. My nose is very sore. Mũi của tôi rất là đau, đúng không? Vậy là mình phải khoanh vào nose. Number two. Neck, hips, hair, throat, wrist. Okay, very good. Rồi, chỉ có câu 1 là hơi sai thôi. Rồi, câu số 7, 8 thì cái đoạn ghi âm này nó bị ngắn quá. Bị cắt nhầm đấy. Okay. Rồi, chúng ta sẽ chuyển sang activity. Đây là description. Nothing. Cô không ấn được tiếp nhỉ. Activity 2. Listen to the doctor telling people what medicine to take. Rồi, con dịch cho cô nhé. Con vẫn không thấy cô ạ. Thế đây con chờ một chút nhé. Hãy
Ok. Listen to the doctor telling people what medicine to take. Write out what they have. Okay. For example, if you hear yeah, and it's to these như cô hình như cái loa của nó bị giật giật như sao ấy. Chắc là do mạng con không ổn định cô. Và đây nó cũng vừa báo xong. Take two and half teaspoon. Take this table three times a day. Ok. Có nghĩa là gì nhỉ? Là nghe bác sĩ nghe bác sĩ nói với cả người ấy nói gọi với là gọi với mọi người là làm thời gian uống thuốc à, hay là uống thuốc no, what medicine to take, phải uống thuốc gì đúng không? Là phải uống thuốc gì. Take medicine là uống thuốc. What medicine to take là uống thuốc gì. Write out what they have to take and how often each day. Okay. Viết vô, viết cái gọi là mình viết ra. Viết ra những cái gì? Cái mà say à, họ cần uống và uống mấy lần trong ngày. Rồi. Ví dụ nếu bạn nghe thấy uống hai hoặc uống hai teaspoon. Teaspoon là thìa. Không, uống a half teaspoon. Uống hai một phần hai. 2.5 đúng không? 2.5. Phải 5 thìa vào buổi sáng và vào buổi tối. Right, cái gì gì đó. If you hear take three of these table tablets. Tablets là một là gì ạ cô? Một viên thuốc ấy. Một viên thuốc người ta gọi là tablets. Uống 3 hoặc uống 3 viên thuốc. 3 lần trong ngày. Rồi, 3 viên, 3 lần đúng không? Thì mình sẽ viết 3 tap and nhân 3, 3 lần đấy, đúng không? Yeah. Rồi, vậy là mình phải nhớ cách viết này này. Mình phải nhớ cách viết này. 2 1 phần 2 TSP n nhân 2, 2 lần. Đúng không? Viên thuốc thì viết là tap and nhân 3. Ok, you ready? Ok. Yeah. À, cô không. À rồi, con tưởng cô chưa. Đây, cô bắt đọc chuyện đi. Ok. Con nhìn thấy chưa? Con nhìn thấy cô. À không, con chưa nhìn thấy hết. Okay, mình nhét nhá. Listen carefully by Jack C. Richards. Unit 7, Health. Activity 5. Listen to the doctor telling people what medicine to take. Write out what they have to take and how often each day. 1. Now, I want you to take a teaspoon of this medicine in the morning and another in the afternoon. 2. You must take 2 tablets 3 times a day. 3.
Just take one tablet in the morning. Don't take another one until the next day. 4. Take a teaspoon and a half of this medicine 6 times a day. 5. Take 2 tablets with a glass of water every 12 hours. 6. Take 3 teaspoonfuls 3 times a day. 7. Take 2 tablets when you get up in the morning and another 2 before you go to bed at night. Ok, mình phải nghe lại rồi đúng không? Listen carefully by Jack C. Richards. Unit 7, Health. Activity 5. Listen to the doctor telling people what medicine to take. Write out what they have to take and how often each day. 1. Now, I want you to take a teaspoon of this medicine in the morning and another in the afternoon. 2. You must take 2 tablets 3 times a day. 3. Just take 1 tablet in the morning. Don't take another one until the next day. 4. Take a teaspoon and a half of this medicine 6 times a day. 5. Take 2 tablets with a glass of water every 12 hours. 6. Rồi, mình nhớ, con nhớ cái vừa nãy người ta viết không? Người ta chỉ cần viết x3 hoặc là x4 thôi, đúng không? Mình không cần phải viết morning, afternoon đâu. Viết gì ạ cô? Mình chỉ cần viết nhân 2 thôi, đúng không? 2 lần một ngày. À. Đó, thì mình đỡ phải viết nhiều. Còn người, con thấy người ta không đọc cái phần teaspoon đó, người ta không đọc rõ rõ con. Cô, đọc rõ. Người ta có cả teaspoon, người ta có cả tablet, đúng không? Tablet là viết, là chỉ cần viết 3 xong rồi cái gì? Ừ, ở bên cái cột how often each day này thì con chỉ cần viết x3, x4, x2 thôi, đúng không? Hoặc là x1. Đó, còn how much or how many, bao nhiêu ấy, thì con phải viết 3 tab chẳng hạn. Nghĩa là 3 viên thuốc này, 1 teaspoon thì viết 1. TPS đúng không? Còn viết viên thuốc bằng viết nào? Tab. Đây này. Để cô back lại cho xem. Đó. Viên thuốc đây này. Con thấy chưa? À, ok, ok. Đó, còn viết teaspoon, viết nhỉ? TSP. Ok, ok, ok. Bên kia sẽ viết nhân 2, nhân 3, đúng không? Rồi, nhớ lại nhé. Có nhìn thấy màn hình chưa? Dạ, đúng. Okay, we start. Listen carefully by Jack C. Richards. Unit 7, Health. Activity 5. Listen to the doctor telling people what medicine to take. Write out what they have to take and how often each day. 1. Now, I want you to take a teaspoon of this medicine in the morning and another in the afternoon. 2. You must take 2 tablets 3 times a day. 3. Just take 1 tablet in the morning. Don't take another one until the next day. 4. Take a teaspoon and a half of this medicine 6 times a day. 5.
Take 2 tablets with a glass of water every 12 hours. 6. Take 3 teaspoonfuls 3 times a day. 7. Take 2 tablets when you get up in the morning and another 2 before you go to bed at night. Rồi. Vẽ bằng máy tính hơi khó đúng không? Không. iPad. Ok, mình nhắc nhé. Listen carefully by Jack C. Richards. Unit 7, Health. Activity 5. Listen to the doctor telling people what medicine to take. Write out what they have to take and how often each day. 1. Now, I want you to take a teaspoon of this medicine in the morning and another in the afternoon. 2. You must take 2 tablets 3 times a day. 3. Just take 1 tablet in the morning. Don't take another one until the next day. 4. Take a teaspoon and a half of this medicine 6 times a day. 5. Take 2 tablets with a glass of water every 12 hours. 6. Take 3 teaspoonfuls 3 times a day. 7. Take 2 tablets when you get up in the morning and another 2 before you go to bed at night. Rồi, con sửa lại một chút là TSP nhé. À, TSP. Trời ơi, khó quá. Ok, con cần nghe lại không? Dạ. Chữa lên Nico. Cần nghe lại cũng... Ok. Rồi. Rồi, cái đầu tiên là 1 teaspoon. 2 lần một ngày. Đúng rồi. Rồi con cứ viết tab nhé. 2 tab, 2 viên thuốc. X3, đúng rồi này. 1 tab. X1. Chữ 1, 1 phần 2 con sẽ viết như này. 1 teaspoon and a half. Đúng không? Nhân 6. Ok. Chữ tab. Câu cuối là con tưởng là cộng 2 cái vô. Câu cuối á? Con thấy như đúng rồi. Còn con ra 2 nhưng con... không phải cộng 2 cái đâu, nghĩa là mỗi lần uống 2 viên đúng không? Dạ đúng rồi cô, nhưng mà con tưởng cộng nguyên ngày vô. Không cộng đâu. Bình thường kê thuốc người ta cũng thế mà, người ta chỉ nói mỗi lần 2 viên. Ngày 2 lần đúng không? Ok. Sao cô đã thoát cái máy kia rồi mà nó vẫn cho 40 phút thôi nhỉ? Let me switch sang activity number 3. Listen to people talking about how they feel. Take the best response. Ok, con sẽ đọc những cái câu này trong vòng 30 giây nhé. Đó là những thứ gì hả cô? Là những cái A được con nhớ rất là. Con sẽ tích vào cái ô mà miêu tả đúng trong đoạn ghi ba ơn khiêm. Họ cảm nhận như nào, họ cảm thấy như nào. Rồi, mình nhẹ nhé. Activity 7. Listen to people talking about how they feel.
Tick the best response. 1. Yes, my headache's nearly gone. I feel much better now. 2. I think I'm getting a cold. 3. Nào, bây giờ nhá, câu nói lại đúng không? Tưởng là nó sẽ nói câu đấy. Người ta sẽ nói rằng họ cảm thấy như thế nào, đúng không? Và con sẽ trong vai trò là một bác sĩ, con sẽ nói lại, con sẽ đáp lại với lại cái suy nghĩ của người ta như thế nào. À, ok. Con phải phải tích vào còn cái từ này là gì? Đúng không? Từ này nghĩa gì? Pity. Oh, pity. Oh, that's a pity. Thật là tiếc quá đi. À, ok. Ok, bắt đầu. Activity 7. Listen to people talking about how they feel. Tick the best response. 1. Yes, my headache's nearly gone. I feel much better now. 2. I think I'm getting a cold. 3. Poor John. He broke his arm last weekend. 4. This headache's really killing me. It's awful. 5. I have to go to the doctor. 6. My ear's much better today. 7. My tooth is really painful. Rồi, nghe lại nhé. Mình có lưu ý là người ta nói suy nghĩ cảm nhận của người ta hiện tại đúng không? Bây giờ con là một bác sĩ, con sẽ đáp lại cái lời người ta như thế nào. Thì mình tích vào ô đấy nhé. Nghe kỹ lại, nghe lại nào. Activity 7. Listen to people talking about how they feel. Tick the best response. 1. Yes, my headache's nearly gone. I feel much better now. 2. I think I'm getting a cold. 3. Poor John. He broke his arm last weekend. 4. This headache's really killing me. It's awful. 5. I have to go to the doctor. 6. My ear's much better today. 7. My tooth is really painful. Và mình vừa chữa vừa nghe lại nhé. Nào, câu số 1. See. Ok, câu số 1. Đáp án là cái đầu tiên. Oh, that's good. Con biết vì sao không nhỉ? Bởi vì vị bệnh nhân này, người ta bảo là cái cơn đau đầu của tôi biến mất hết rồi. Tôi cảm thấy rất là tốt. Thì mình phải nói là, mình phải đáp lại là oh, thế là được, đúng không? Còn nếu như con tích vào oh, that's a pity, thì nghĩa là ôi, thật là tiếc quá đi, thật là thương quá đi. Thế có phù hợp không nhỉ? Không. Mình phải tích là oh, that's good. Nghe lại nhá. Active talking about how they feel. Tick the best response. 1. Yes, my headache's nearly gone. I feel much better now. 2. Rồi, 2. Oh, let's do that. Đúng rồi này. How did you do that? Rồi, number 4. Rồi, number 4. Tại sao con lại tích how do you feel nhỉ? That's me.
Poor John. He broke his arm last weekend. Number four. This headache's really killing me. It's awful. Rồi, cái này có nghĩa là con có nghe được gì không nhỉ? Headache very killing me. Killing me. This headache is killing me. Nghĩa là cái cơn đau đầu này đang giết tôi mất. It's awful. Nghĩa là nó rất là tồi tệ. Thì mình sẽ trả lời là bạn đã uống cái thuốc gì chưa, đúng không? Have you taken anything for it? Đấy, câu này là bạn đã uống thuốc gì chưa? Nó là như vậy à, con tưởng. Nó là như vậy à, con tưởng nó là bạn đã lấy gì chưa? Ừ, cái take này này, con nhớ nhá. Trong sức khỏe, trong cái chủ đề sức khỏe, take là uống thuốc, đúng không? Take medicine, uống thuốc. Have you taken anything for it? Bạn đã uống thuốc gì để trị nó chưa? Đúng không? Rồi, bài học cho mình nhớ vào thôi. Okay, number five. What's the matter? Good. Number six. Oh, good. Very good. Now, number seven. Mình nghe lại nhé. Seven. My tooth is really painful. Rồi, câu số 7 người ta nói gì nhỉ? Nói gì đó? Very painful, very... My tooth, răng của tôi is very painful. Rất là đau. Có nhớ từ painful không? Không biết từ này luôn. Biết rồi nào. Painful. Đây. Con gặp từ này bao giờ chưa? À, rồi cô. Chữ pain này này. Chữ pain này là nỗi đau, niềm đau. Còn painful là đau đớn. Ok. Cái răng của cô là đau lắm. Thì mình sẽ trả lời là why don't you take something for it? Nghĩa là gì? Tại sao bạn không uống cái gì đó? Uống thuốc. Uống thuốc đi. Rồi. Okay, to the next page. We have done this lesson. May quá mình chưa. Ui, may quá chưa bị hết Zoom. Sắp hết Zoom rồi đấy. 40 phút là Zoom không cho ấy nữa rồi, tại vì ba người vào ấy. Còn nó có thời gian, giới hạn thời gian đúng không? Giới hạn thời gian 40 phút. Hãy lúc